Dạ, Khánh Nguyễn và gia đình xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Đang bà cô bác ơi, thì Khánh cũng mới vừa về tới nhà đây. Sáng thì ở nhà cũng phục dược bà con bệnh đau rồi đó. Bây giờ Khánh vừa về tới nhà. Giờ Phong thì cũng đi quay hoàn cảnh đây, tại vì sáng thì Phong đợi Khánh lâu quá thì không về kịp, tại bà con tới đó không về kịp, giờ Phong đi trước rồi bà cô bác ơi. Thì bây giờ nãy Khánh cũng có ghé chợ Gò Đen mua nửa con vịt đây, nửa con vịt để gia đình dùng được bà cô bác. Thì đi làm chạy xuyên suốt ở ngoài không mà cũng chưa có nấu ăn nữa. Thì bây giờ cả gia đình của Khánh về, xong rồi chiều nay sẽ nấu canh, ăn cơm kho quẹt. Ông bà cô bác lúc này trời nắng quá trời luôn, nắng khè lửa luôn. Rồi tụi con nè, chuẩn bị lên ăn nè, mời bà cô bác lên ăn nè, tụi con chào bà cô bác đây. Đó, bé Sầu khỏe rồi, ngon lành rồi. Về bây giờ bé Sầu đi cherry rồi, không có ăn cái đó hoài, cà rốt, ăn xúc xích hoài ông bà cô bác. Rồi thôi, Khánh chuyển máy quay lại đây. Thì trước khi chuyển máy quay thì một lần nữa Khánh cũng xin chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe, bình an. Rồi cảm ơn bà cô bác rất là nhiều đã luôn thương yêu Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn cùng với gia đình nha. Quay lại đây. Rồi Trang đi đám hả bạn? Đám thôi nôi. Đây. Này mẹ Lan lấy ra để múc chừa cho ông nội, tại hồi nãy ông nội đi lại đằng sớm rồi, đi rồi sớm chưa đi sớm ngồi nói chuyện tâm sự. Đây nè mấy bé nhỏ nè cherry, con chào mời cô bác đi con. Giờ con chúc mời cô bác làm sao? Rồi con hát bài gì nãy đường con hát bài gì đó, hát cho tặng ông bà cô bác đi, tặng bà Hảo đi, con hát tặng bà Hảo đi, hát nhìn vô nè, nhìn vô rồi con chết. Rồi hát bài lớn lên nha, rồi nhìn vô hát đàng hoàng diễn cảm nè. Dạ con xin hát bài Nhanh Nước Nhanh Nhị Đồng. Rồi 1 2 3 vô. Nhanh nước nhanh nhị đồng, hèo cờ đa xạo bạn, kỳ đời do ngàn, kỳ đời sông núi, kỳ đời do ngàn, kỳ đời sông núi, nhớ nhớ em dần, tuy mình đang còn thơ ấu, nhưng chúng em kỳ đời xem học xem làm chào ngoan, học tâm sau hình hình em được non an trở lên, bao người quyên động quyên quan, em kính yêu dân đời nhớ ơn Bác Hồ, yêu hòa bình yêu nước Việt Nam, yêu hòa bình yêu nước Việt Nam. Rồi sao rồi? Trời hát mà bị kiến cắn không dám, như không dám cử động luôn, bây giờ hát xong gãy. Rồi ơi rồi con hỏi ông bà cô bác cho con được bao nhiêu điểm? Ông bà cô bác coi cho con được bao nhiêu điểm? Rồi ông bà cô bác cho con 9.5 nha. Rồi còn nửa điểm đó nợ đi, mốt hát bài khác nữa là tặng cho nửa điểm nha. Rồi thôi lên ăn nè con, lên ăn nè. Nhật Linh Nhật Nam hả? Không, hai đứa nhỏ mình. Rồi lên ăn nè, cả nhà sáng giờ chưa có ăn, mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ăn đi mẹ. Rồi vô vô làm đi. Trời ơi mẹ, giờ mẹ ngáp. Mất cái chứng gì mà ngáp vậy? Nhật Linh Nhật Nam nè. Ôi. Nhật Linh Nhật Linh. Rồi tụi con ngồi vô đi. Vô ăn đi. Hai đứa mấy này ăn rồi. Nãy Khánh đứng đằng sau. Tại vì nãy con nguyên quầy chuối quá trời đã luôn. Tô miếng. Rồi hai đứa nè, con vô. Lại đi con. Con chào bà cô bác nè, lên ơi. Rồi vô ngồi kìa, làm gì khoanh tay mà chào bà cô bác mà bệnh dưới vậy? Chuột hả? Khoanh tay là gì? Hả? Khoanh tay cao lên chứ bệnh đâu dưới. Ăn đi con. Ngồi xuống, Nam đâu? Mày ăn đi. Mày quay. Hả? Mời bà cô bác đi con. Dạ mẹ ăn đi mẹ. Mấy nhỏ mấy đứa con đi. Mấy đứa nhỏ này ăn chấm sữa không hả? À? Mấy đứa nhỏ ăn. Chú Tư đi học. Hả? Ăn đi chú Tư còn đi nữa nè. Chú Tư còn đi nữa, đi chăm thủ bà cô bác Khánh. Con Nam ăn xong Khánh còn chạy đi học nữa. Không buồn ăn tới. Vậy cũng ráng cố gắng. Chấm liền. Ăn đi. Chấm luôn đi. Chứ giờ múc ra gì nữa. Này cả gia đình dùng nửa con vịt thôi nha ông bà cô bác. Lúc này thời buổi kinh tế khó khăn nên là nước nôi còn thiếu mà.
nước cho chậm chậm. Mẹ sao mẹ không chấm cho luôn đi, mẹ múc ra. Rồi cả nhà mời bà cô bác dùng luôn à. Giờ Khánh Nguyễn đặt máy quay xuống đây. Rồi mời bà cô bác dùng. Mời ông bà cô bác. Nam con chào bà cô bác à Nam ơi. Chào bà cô bác. Lớn lên nha. Nam mà Nam nó không có bệnh dưới mà nó bệnh trên. Bữa nay máy quay bị rớt hoài à. Mấy bữa nay gió quá. Chà riêng chuối không nè con? Mẹ sáng giờ chưa ăn cơm luôn hả mẹ? Nấu giờ mà chưa ăn. Để bà có bác chuối chín cây. Mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ rụng, con biết tìm ai. Lâu lâu mới làm cho nó đặc sắc lên chứ hả? Không đặc sắc. Không có đặc sắc hả? Không kể nha. Đem chuối qua đem bà cô bác đây. Thầy tranh thủ ăn xong đi liền nên đeo túi, còn đeo túi luôn. Mẹ không ăn thịt nha mẹ. Nay mẹ ăn chay hả? Hôm nay bà nội ăn chay. Con nói hôm nay mùng 6 làm gì bà nội ăn chay rồi. À, kẹp có ai mà bị gãy, còn có cái gì giống như làm thành bò cào chưa bắt giới luôn rồi. Nè. 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 Nè lên, đâu không thiệt. Nè, qua đây coi. Nè, thử chứ tự đi. Cái đầu hai đứa giờ giống như đầu hai đứa giờ giống như ổ chim quá vậy. Đầu con đầu hot bây giờ. Đầu hot đó hả? Xu hướng bây giờ hả? Thịt nè. Ăn đi, ăn để chừa cho ông nội rồi. Khánh mở bà cô bán dùng luôn. Ông nội về chưa nè? Chị về rồi. Về rồi. Đi nào? Ông nội đi đâu mà con hỏi ông nội? Đi đám về con qua. Về tao qua kêu. Kêu lên xuống lên xuống dưới ông nội mà. Nên đi nội về rồi. Đi đâu? Xuống cầu Tư hả? Dạ, đi xuống cầu Tư ăn tạ mã rồi có. Tạ mã rồi có. Con vịt mà mua 5 bổi mè, chú Tư mua nửa con vịt mua mè. Mua nửa con vịt mà tới 1 chục bổi mè. Ừ? Ăn nào? Ta mua con vịt, ta mua có 5 mỏ mì à. Ba. Ngồi đây. Mẹ ăn lộn rồi. Tôi đây. Chú Tư mua nữa con. Thấy người ba ngồi à, đang là cắt mận. Hả? Mận hư sao á, thấy ngồi cắt hết rồi. Ba. Anh Duy hả? Anh Duy mà ngồi gọt mận hả? Ừ. Cho hai đứa không làm để cho ba làm. Sợ dồi hay sao á, ừ. Anh ba không cho bọn này làm. Sợ dồi á. Lớn rồi muốn phải tập làm nha con. Nghe không? Làm ăn uống nhà phải để ý đồ, lớn rồi. Sâu nhiều quá. Hả? Sợ vết ăn sao ngồi nó con? Qua đây nè. Cho cục thịt nè. Chờ đi rồi lấy miếng giấy chờ đi. Dạ. Yeah. Giấy đầu tay con. Lên đây ngồi đàng hoàng nè. Sao con mà hả con? Ừ, đó lên ngồi nè. Ngồi dính lum mẹ. Ngồi. Ngồi. Ngồi, để chú xíu nè. Chút xíu ăn lên đây ngồi mẹ. Này giống người sống vậy. Đó, dễ gì? Để nó quay vậy. Trời ơi. Hả? Sáng nhà nó một tiêu nè. Ừ. Bán ăn gì? Mì gói hả? Tại vì tụi bây đậu mì. Con mà chọn bà có bán con. Ý thương cho cái nấu ăn. Đợi rồi hả? Nam ngon Nam. Bây giờ ăn chuối bà có bán đi. Ăn thịt đi con. Ăn mì chuối là món đặc sản. Thì ăn luôn à? Đi đám về, đi đám về còn gì nữa. Đám vừa khỏi ăn. Mà cô bác ăn bánh bánh mì chuối. Con rồi em ơi. Dạ. Hả? Nhỏ à? Đó. Chuối này chuối sạch đây thấy mà. Chuyện vừa á. Đi đám kho nồi hả? Dạ.
Anh bé Tư, anh này hết bệnh rồi à? Dạ em, nghe anh ơi. Dạ anh gửi đi đâu? À không, tưởng là anh lên anh lấy anh gửi đi đâu? À, em không có gửi. Lúc nào khỏe khỏe đi rồi lên em. Chứ em bây giờ em đâu có gửi nữa. Dạ. Nhớ là nó lấy mấy cái ống nước. Nó em lâm. À tới á, nếu mà anh muốn giảm mà nhanh mà giảm hẳn luôn á, anh chạy điện nữa. Tê nó lâu hết. Tê nó lâu hết lắm. À, hồi xưa là mẹ em bị tê là mẹ muốn cho nó nhanh mẹ em chạy điện nữa. Không, chạy điện vô trong đó là anh nói họ điều trị theo phương pháp chạy điện là họ biết à. Dạ. À. Mà chạy cái chỗ mà trên tay mình thôi chứ đâu có chạy với người mình. À. Anh chịu có anh uống. Nó giảm cho anh từ từ anh uống, từ từ là được rồi. Hả? Về nãy giờ luôn hả? Về ăn nè. Nửa lít nữa hết hả? Trời anh để gì bây giờ sao uống mà còn ít vậy? Ăn còn là Nam, con bỏ ra con. Dạ. Thôi nghe, nghe mùi kỳ kỳ á. Cái gì con? Còn máu hả? Ráng đi chứ tụi em bây giờ dịch. Tụi em gửi dịch hả? Gửi người này không gửi người kia đi một phần nữa mà người ta tên tuổi của tụi em cũng biết gửi đi nguy hiểm lắm. Dạ. Thôi rồi luôn rồi. Dạ thì anh đặt trước thì em sắp xếp em ngâm thôi, cùng cái đợt tới có thuốc thì ngâm thôi chứ đâu có gì. Dạ. Thì dạ. Dạ. Dạ dạ. Con nè. Thì anh dặn, thì em để thôi chứ đâu có gì. Anh không dặn thì em mới chuyển người khác thôi chứ anh dặn thì em để đó. Mình à, dạ dạ rồi em biết rồi mà. Để xong. Để xong ấy hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, em biết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Anh uống còn nửa lít thì anh nói nhờ ngâm nữa. Ngâm bệnh nữa hả? Anh chưa gửi đi đường xa quá. Đâu? Nó đâu xa lắm rồi. Đâu, anh bé Tư ở Đức Hòa một quá gì á. Gần đây mà. Không, Đức Hòa một quá đi xa lắm. Thôi. Cũng có dính không ăn mà. Mà tiếp con bà cô bác ơi, nãy giờ. Nhà ăn xong rồi hả? Ừ. Ừ. Chào bà cô bác, xong rồi hả? Ăn chè, ăn xôi không? Xôi vậy? Xôi hả? Cái gùm phong rồi, rồi. Ngon
Hôm ly đại trà. Chào ông bà. Máy quay đun đun màu quá ơi. Sáng về đổ mấy lần. Ngã 2 lần. Ngã 1 lần về sự cố mà con bé nó đi đụng ngã 1 lần. Cô sẽ cho con ngủ nha. Con ăn trái chuối không? Con ngủ không? Tiếp sức. Ăn ổ mì 2 trái chuối. Mà trái chuối này đều, con bẻ ra. Cái đường không mấy chị đâu. Lắc lên đây có đường. Trưa nắng quá trời. À, em không gỡ. Giờ chạy ra thủ đức không mà cô bác. Em xé gặp gặp kìa. Thôi thì xé thôi. Chưa thấy hôm nay con nha. Lắc lên cho thì chưa. Lắc cho thì lại. Rồi Khánh xin phép là khép chương trình luôn bà cô bác ơi. Rồi em chào bà cô bác luôn ha. Giờ mẹ xuống đây sớm, mẹ lấy mẹ vớt khoai lang đây. Xách khoai lang đi chuối ra đây mời cô bác đi. Nóng quá. Giờ đó tranh thủ ở nhà coi như là luộc khoai đi chú sáp nha bà cô bác. Rồi. Chú này chú sứ chứ không phải chú sáp hả bà? À đúng rồi, hiện nhìn nó nở tè lè luôn nè. Nè ở đây còn mấy nãy chuối nữa nè bà cô bác. Mấy cái chuối này chuối nhà. Mẹ đây mẹ cũng đang tỏi để lâu sợ bị teo cũng lột tỏi đây. Đó, dọn dẹp xong hết rồi hả em? Hả? Vài chuối chín nãy đó, mẹ còn nữa. Rồi bây giờ. Dạ. Rồi giờ khép chương trình luôn. À, chào mời cô bác nha, chính thức thì giờ khép chương trình mà cô bác hồi nãy xuống đây thông rồi khép chương trình mà thấy mẹ ở đây mẹ lấy chuối với khoai ra đẹp quá. Rồi mẹ chào bà cô bác luôn mẹ ơi, trời mẹ đâu nghỉ đi còn lột hành nữa. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh đó, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt, có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình